Bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn du học quốc gia nào, môi trường ra sao? Thì hôm nay Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn về New Zealand, một môi trường học tập vô cùng lý tưởng. Thì trường học tại New Zealand được trang bị cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên ngang tầm với các quốc gia hàng đầu trên thế giới. Do đó, bằng cấp tại New Zealand được công nhận trên toàn thế giới. Là một thuộc địa cũ của Anh, hệ thống giáo dục New Zealand được dựa trên hệ thống giáo dục chất lượng cao của Anh. Trường học tại New Zealand thì được trang bị những cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên ngang tầm với các quốc gia hàng đầu trên thế giới. Do đó, bằng cấp tại New Zealand được công nhận rất là nhiều ở quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, bằng cấp không phải là thứ quý giá nhất mà sinh viên nhận được khi học tại New Zealand. Thì hầu hết sinh viên khi đến học tại New Zealand đều cho biết những trải nghiệm về văn hóa, phong cảnh, lối sống tại New Zealand cũng là những kinh nghiệm quý báu mà họ nhận được bên cạnh một nền giáo dục về chất lượng cao. Thì New Zealand có diện tích gần bằng Nhật Bản hoặc Anh Quốc nhưng chỉ có khoảng 4 triệu dân. Điều này làm cho New Zealand càng trở nên hấp dẫn hơn với sinh viên quốc tế vì họ sẽ có cơ hội sống trong những thành phố nhỏ hơn, lớp học hoặc với sĩ số ít hơn và một cuộc sống thư thả hơn. Sinh viên quốc tế tại đây sẽ không cảm thấy bị lạc lõng vì họ sẽ nhận được sự quan tâm từ giáo viên và những người trợ giảng nhiều hơn. Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục du học cũng như chi phí học tập New Zealand thế nào, các bạn có thể gọi điện thoại đến tổng đài công ty theo số 0838484879, 0838482080 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 148/1 Trường Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh Khôi, chúng ta chia sẻ về chính sách xin visa du học ở New Zealand. Thì hiện nay chính sách xin visa du học ở New Zealand có những thuận lợi gì? Nhằm khuyến khích học sinh sinh viên Việt Nam đang có nhu cầu học tập tại New Zealand ngày càng gia tăng, thì hiện tại chính sách visa sinh viên đã được thay đổi. Theo đó thì những cái thủ tục cấp visa sinh viên cũng đã được đơn giản hóa và việc chứng minh tài chính cũng dễ dàng hơn trước đây rất là nhiều rồi. Thủ tục chứng minh tài chính để du học tại New Zealand được xét duyệt dựa trên từng điều kiện cụ thể của gia đình. Thủ tục chứng minh tài chính sẽ căn cứ vào những cái loại giấy tờ như là giấy tờ nhà đất, tài khoản ngân hàng, giấy phép kinh doanh đối với chủ doanh nghiệp, biên lai thuế trong khoảng 12 tháng gần nhất, giấy xác nhận mức thu nhập hàng tháng, hợp đồng lao động. Tùy theo cái tình hình tài chính của gia đình mà Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn cho các bạn chuẩn bị các loại giấy tờ hợp lý để chứng minh. Đối với khóa học trên 9 tháng thì đương đơn cần phải chứng minh mình có số tiền tương đương với 15.000 đô la New Zealand cho chi phí sinh hoạt mỗi năm. Đối với khóa học dưới 9 tháng thì đương đơn cần phải chứng minh mình có số tiền tương đương với 1.250 đô la New Zealand cho chi phí sinh hoạt mỗi tháng mà thôi. Nếu các bạn không đủ yêu cầu về hồ sơ chứng minh tài chính, phụ huynh có thể vay số tiền học phí và các chi phí khác trong suốt quá trình học ở New Zealand tại một ngân hàng tại Việt Nam dưới sự đánh giá và bảo lãnh của nguồn tài chính gia đình một ngân hàng tại Việt Nam. Đây là một chính sách mới hết sức là linh hoạt của chính phủ New Zealand nhằm khuyến khích và thu hút những du học sinh quốc tế. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.